Ngày 30 tháng 5 năm 2019, Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Tỉnh điều tra mở rộng đường dây tàng trữ trái phép chất ma túy do Lê Đức Thành, 35 tuổi, ở thành phố Bà Rịa cầm đầu. Để triệt phá đường dây tàng trữ trái phép chất ma túy này, lực lượng biên phòng đã thành lập chuyên án và cử nhiều trinh sát theo dõi, điều tra và phá án. Theo đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5, tại tổ 5 ấp Phước Hòa, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Phạm Văn Huế, 35 tuổi, ở thị trấn Long Hải, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 8 gói ma túy dạng đá, một bình xịt hơi cay, một dao rựa dài 50 cm. Mở rộng điều tra, lúc 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục bắt quả tang Dương Thùy Linh, 16 tuổi, và Lê Thị Hạnh, 21 tuổi, cùng ở xã Phước Hưng, đang tàng trữ trái phép 3 gói ma túy dạng đá. Từ lời khai của Linh và Hạnh, các trinh sát biên phòng đã bắt khẩn cấp Lâm Quốc Nhơn, 21 tuổi, ở xã Phước Hưng, là nghi can giao ma túy cho Linh và Hạnh đi bán cho người nghiện. Đến 17 giờ cùng ngày, trước trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Định, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Đức Thành, 35 tuổi, ở thành phố Bà Rịa và Trần Khải Hoàng, 31 tuổi, ở thị xã Phú Mỹ, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 2 gói ma túy khoảng 10 gram, một dao bấm, hơn 15 triệu đồng. Khám xét nơi ở thứ nhất của Thành tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, lực lượng biên phòng bắt khẩn cấp Nguyễn Thế Hùng, 27 tuổi, và Hoàng Thị Yến Lan, 22 tuổi, bạn gái Hùng, đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ 9 gói ma túy. Tiến hành khám xét nơi ở thứ hai của Thành tại phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 gói ma túy. Tổng tang vật được thu giữ là gần 40 gram ma túy dạng đá.